cả đời tận tụy bảo vệ một đống rác, có lẽ nào lịch sử lại ca ngợi cụ tổng. Gorbachev là người bị quy trách nhiệm làm cho Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên, công tâm mà nhận xét thì trước khi Gorbachev lên cầm quyền, Liên Xô đã mục nát. Chẳng qua ông chỉ thúc đẩy cho Liên Xô sụp đổ nhanh hơn mà thôi. Trước sau gì thì thể chế cộng sản của Liên Xô cũng sụp đổ bởi sự bế tắc về kinh tế, chính trị và quân sự đã lên đến cực điểm. Khối Đông Âu đã chuyển biến mạnh mẽ và chiều hướng không thể đảo ngược. Cho tới nay chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam xem Gorbachev là tội đồ, còn thế giới thì đánh giá ông là nhân vật có công rất lớn khi kết thúc sớm thời kỳ chiến tranh lạnh, tránh cho thế giới một hiểm họa vô cùng lớn. Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam được ông Nguyễn Văn Linh đổi màu để thích nghi với thời cuộc. Chính vì thế, Đảng đã kéo thời gian cai trị ở Việt Nam cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên, với thể chế chính trị phản dân hại nước này, thì trước sau gì cũng phải sụp đổ, cho dù chính quyền của Đảng Cộng sản đang làm mọi cách để chống đỡ, tránh bị sụp đổ ngay bây giờ. Là người cộng sản đứng đầu của Đảng và là người có thực quyền rất lớn, thì Nguyễn Phú Trọng có cơ hội lớn nhất để tạo nên lịch sử. Nếu ông cho tiến hành dân chủ hóa, thì giới lãnh đạo bên dưới khó mà chống lại ông. Tuy nhiên, đầu óc ông không đủ sáng suốt để nhìn ra sự tăm tối của chủ nghĩa Mark Lenin. Ông cố tự huyễn hoặc về một đích đến xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, để ông bảo vệ cái thể chế mong cho là người nắm quyền cao nhất. Sự tồn tại của chế độ chính trị độc tài toàn trị càng lâu, thì Việt Nam càng dễ bị Trung Quốc thao túng. Mỹ đã chìa bàn tay ra, nhưng ông Trọng lại không mạnh dạn bắt lấy, dù ông cũng rất muốn xích lại gần họ. Ông Trọng là người đứng đầu một chính quyền cai trị 100 triệu người dân, nhưng ông lại sợ người khổng lồ phương Bắc như con trẻ sợ bố mẹ. Chính sự trung thành với chủ nghĩa cộng sản của ông Trọng đã trở thành một sợi dây vô hình, trói đất nước Việt Nam dưới gót giày của Trung Quốc. Đảo Đài Loan tuy nhỏ bé vẫn có thể kiêu hãnh trước sức mạnh hung hăng của Bắc Kinh, còn Việt Nam thì rúm gió, sợ sệt, nguyên nhân bởi người đứng đầu của Đảng không đủ tầm như người đứng đầu của chính quyền Đài Bắc. Có thể nói chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội gì đấy của Mark Lenin là một đống rác. Người dân đang phải sống với một chính quyền hôi thối, chưa bao giờ nó hôi thối hơn lúc này. Quan chức thì tham lam, dân thì bị chấn lột đủ kiểu, kinh tế đất nước thì bị thả nổi, chất lượng chính sách thì vô cùng kém cỏi. Tất cả những thứ đó đang khiến cho xã hội Việt Nam ngày một bần cùng hơn, người dân ngày một tũng quẫn hơn. Ngày nào Đảng Cộng sản còn cai trị đất nước này thì ngày đó họ còn sơn phết những huyền thoại để mà du ngủ toàn dân. Trước đây họ sơn phết cho ông Hồ Chí Minh, cho Võ Nguyên Giáp, còn giờ đây họ đang có kế hoạch sơn phết cho ông Nguyễn Phú Trọng. Lịch sử do người cộng sản viết chắc chắn sẽ ca ngợi Nguyễn Phú Trọng hết lời, còn lịch sử hậu cộng sản thì chưa biết đến bao giờ mới tới lượt. Hậu thế sẽ nghiên cứu lịch sử như thế nào thì chưa rõ, nhưng lịch sử của người cộng sản tô vẽ ra, tấm gương của ông Trọng sẽ sáng ngời với những câu chuyện không hề có thật như họ đã từng tô vẽ cho ông Hồ và ông Giáp. Một thể chế chính trị coi quyền lợi của Đảng lớn hơn quyền lợi của đất nước, coi người dân cùng dòng máu là đối tượng để khai thác như những mỏ vàng, mỏ bạc trong lòng đất, thì những người dùng cả cuộc đời để bảo vệ cái chế độ ấy có công hay tội đồ. Ông Trọng gắp hàng trăm con sâu lớn nhỏ trong hàng vạn con sâu của chế độ, nhưng đó không phải là công lao, mà đó chỉ là hành vi lấp liếm, bỏ qua bản chất của chế độ để bảo vệ thể chế sâu bọ này. Cần gì lịch sử phán xét ông Trọng có công hay có tội thì mọi việc đã rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin cả đời tận tụy bảo vệ đống rác, lẽ nào lịch sử ca ngợi cụ tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Trọng mất, Tô cười, chính lo, vì sao lại như vậy? Báo chí chưa chính thức thông báo về cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
thì họ đã công bố nhiệm vụ mới cho ông Tô Lâm. Rõ ràng báo chí cũng thức thời thông báo phần liên quan đến ông Tô Lâm trước khi thông báo cái chết của ông Tổng Bí Thư. Việc công bố quyền hạn mới có nhiều mục đích, trong đó có mục đích đe dọa phần còn lại trong đảng. Hãy liệu mãn ở trò phải đạo. Việc gom hết quyền lực của ông Tổng để lại khiến cho Tô Lâm trở thành nhân vật đứng đầu của Ban Bí Thư và Bộ Chính trị. Lâu nay, Ban Bí Thư là thành trì chống lại Tô Lâm, thì giờ đây Tô Lâm lại nắm quyền điều khiển ban này. Rồi đây Tô Lâm sẽ sắp xếp lại Ban Bí Thư theo ý của ông ta. Nguyễn Duy Ngọc, một trong hai đệ tử ruột của Tô Lâm, vào văn phòng Trung ương Đảng chưa bao lâu thì đã tái hợp với sếp cũ ngay tại cơ quan mới này. Khi Tô Lâm thay Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư, ông sẽ cùng Nguyễn Duy Ngọc ra tay dọn cỏ, loại bỏ những thành phần không thuộc hệ sinh thái quyền lực của phe Hưng Yên. Thời kỳ đỉnh cao quyền lực, ông Trọng nắm trong tay cả Ban Bí Thư và Bộ Công an. Ban Bí Thư xử lý kỷ luật về mặt đảng và Bộ Công an xử lý về mặt pháp luật. Giờ đây, Tô Lâm đang có cơ hội tái dựng lại sức mạnh mà ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nắm giữ. Ngoài vai trò đứng đầu Ban Bí Thư, ông Tô Lâm còn kế thừa vị trí Bí Thư Quân ủy Trung ương và vị trí trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14. Việc nắm chức Bí Thư Quân ủy Trung ương sẽ đem lại cơ hội rất lớn cho Tô Lâm để ngăn chặn liên minh giữa Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Với vai trò là người đứng đầu của Bộ Quốc phòng về mặt đảng, Tô Lâm không thể không để mắt tới ý đồ của Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính phía sau lưng mình. Có thể nói Tô Lâm chưa bao giờ gặp thuận lợi như bây giờ. Nguyễn Phú Trọng chết để lại cả một gia tài đổ sộ, mà gia tài đó nay đã nằm gọn trong tay của Tô Lâm. Tuy nhiên, cái chết của ông Trọng khiến Tô Lâm cười bao nhiêu thì nó cũng khiến cho Phạm Minh Chính lo lắng bấy nhiêu. Trước đây, để đối phó với Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí Thư, Tô Lâm cần liên minh với Phạm Minh Chính để mà chống lại những kẻ thù rất mạnh. Nhưng giờ đây, đối thủ mạnh không còn nữa thì cũng chẳng có lý do gì để Tô Lâm phải tiếp tục liên minh với Phạm Minh Chính. Bởi lúc này mà liên minh với ông Chính thì để chống lại ai đây? Hay là để cho Phạm Minh Chính có thời gian mà ủ mưu hay sao? Tuy nhóm Hưng Yên đang mạnh nhất, nhưng nhóm này vẫn chỉ mới có một ủy viên Bộ Chính trị. Với vai trò là Tổng Bí Thư, Tô Lâm khó bỏ qua cơ hội đưa Lương Tam Quang và Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị. Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị sẽ chắp thêm cánh cho sức mạnh của Tô Lâm, còn Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị sẽ là sự đe dọa không nhỏ với chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ của ông Phạm Minh Chính đang nắm giữ. Hiện nay, Phạm Minh Chính đang bị kẹt bởi thế lực của Tô Lâm. Trong Bộ Chính trị, Phạm Minh Chính bị đặt ở dưới đối với Tô Lâm, còn trong Chính phủ, Phạm Minh Chính bị đặt vào ghế dưới của người của Tô Lâm, ngồi kèm bên cạnh. Rất khó để Phạm Minh Chính có đất dụng võ trong trường hợp này. Cái chết của ông Trọng sẽ khiến cho nhiều kế hoạch của Tô Lâm được đẩy nhanh tiến độ. Sẽ có nhiều dự định mà Tô Lâm có thể thực hiện được sớm hơn, chứ không phải đợi đến đại hội lần thứ 14. Việc Đinh Tiến Dũng ngã ngựa và Nguyễn Phú Trọng chết khiến như Bộ Chính trị giờ chỉ còn có 14 người, thiếu hụt 4 người so với đầu nhiệm kỳ. Sắp tới đây rất có thể không những Lương Tam Quang và Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị, mà Nguyễn Xuân Ngọc cũng có thể về đích sớm hơn dự kiến. Khi đó, Phạm Minh Chính sẽ rơi vào tình thế tứ bề thọ địch, rất khó có thể tồn tại. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng mất, Tô Lâm cười, Phạm Minh Chính thì lo. Vì sao lại như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.